Chào các bạn nông dân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Nova 70 Vapi để điều trị bệnh thán thư trên cây xoài, cà chua và cà phê nhé. Sản phẩm này rất hiệu quả và dễ sử dụng. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị những gì nào? Chúng ta cần một bình phun, nước sạch và tất nhiên là không thể thiếu Nova 70 Vapi rồi. Nhớ đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ sức khỏe khi sử dụng sản phẩm nhé các bạn. Tiếp theo, chúng ta lấy 20g Nova 70 Vapi, pha với 10 lít nước. Khuấy đều cho đến khi sản phẩm tan hoàn toàn. Sau đó, chúng ta đổ dung dịch này vào bình phun và bắt đầu phun thôi. Khi phun, các bạn nhớ phun đều khắp cây, đặc biệt là trên lá và hoa có dấu hiệu bị bệnh. Lưu ý, nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để tránh ánh nắng mặt trời làm giảm hiệu quả của sản phẩm. À, và đừng quên không phun thuốc khi trời đang mưa hoặc vừa mới mưa xong nhé. Điều quan trọng là phải phun thuốc định kỳ, khoảng 7 đến 10 ngày một lần trong suốt mùa bệnh để sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi phun thuốc, bà con đừng vội thu hoạch mà hãy đợi 7 đến 10 ngày để sản phẩm ngấm vào cây nhé. Nova 70 Vapi không chỉ đặc trị bệnh thán thư mà còn giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh nữa đấy. Các bạn đừng quên đọc kỹ thông tin trên bao bì sản phẩm và làm theo hướng dẫn sử dụng nhé. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bà con sử dụng Nova 70 Vapi thật hiệu quả. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Dirtplant.vn